Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ tráng món bánh ướt bằng chảo chống dính. Bánh mỏng mềm nè, và mình để qua ngày bánh nó cũng không có bị cứng và nó cũng không có bị dính nữa. Rồi để làm được món này thì ở đây mình chuẩn bị là 150g bột năng và 150g bột gạo. Thì nếu như mà các bạn thích cái bánh nó dai trong hơn thì mình dùng là bột năng nhiều hơn là bột gạo. Và 600ml nước lọc, nửa muỗng canh đường cát và một ít muối. Muối thì mình dùng một ít thôi, khoảng là 1/3 cái muỗng cà phê nhỏ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi trộn phần bột này lại. Cho toàn bộ phần bột năng, bột gạo và nửa muỗng canh đường, một ít xíu muối, 600ml nước lọc vào đây hết. Rồi mình trộn cho nó đều lên. Để cho cái bánh ướt mình nó được bóng và mình để nó không có bị dính lại với nhau đó các bạn, thì mình cho vào đây là 2 muỗng canh dầu ăn nữa ha. Rồi tiếp tục là mình trộn cho nó đều lên hết. Bây giờ là mình chuẩn bị đi đổ bánh được rồi. Và khi chán bánh bằng chảo chống dính thì mình lấy ra thì nó hơi khó, cho nên là mình sẽ dùng cái nắp nhỏ này nè cho nó vừa với là cái đáy chảo của mình đó. Rồi các bạn dùng là cái màng thực phẩm nè mình bọc lên, hoặc là các bạn dùng là miếng giấy bạc cũng được, mình bọc lên như vậy nè để chút nữa bánh mình chín mình úp vô mình lấy ra rất là dễ luôn. Và chán bánh bằng chảo chống dính thì các bạn chọn cái chảo cho nó hơi dày ha, thì chảo càng dày thì mình chán bánh nó càng dễ, bánh mình nó mềm, nó không có bị áp. Rồi trước tiên là mình sẽ làm nóng chảo nè. Mình cho vào đây là một ít dầu ăn. Rồi mình thoa cho nó đều ra hết. Khi chảo này nó nóng lên rồi, cái phần dầu ăn nó đọng lại nè, thì mình gót ra ha. Đặt cái chảo xuống bếp cho nó nóng. Khi đổ bột vào thì mình nhấc cái chảo lên nè, rồi cho bột vào đây, mình tráng một lớp mỏng thôi là mình gót nó ra. Rồi mình nhanh tay mình đậy nắp lại. Phần này thì nó nhanh chín lắm các bạn, khoảng 1 phút là nó chín rồi. Và mình nấu với mức lửa nhỏ thôi ha, mức lửa là hơi dưới trung bình một xíu, cũng đừng có nhỏ quá. Khoảng 1 phút sau mình dở ra nè. Đó, bánh lúc này nó chín rồi đó các bạn, nó phồng cái bánh lên rồi nè. Và bây giờ thì mình dùng cái nắp hồi nãy mình chuẩn bị nè, mình úp vào đây, mình lật cái chảo lên là nó ra trọn vẹn cái bánh nè các bạn, rất là dễ luôn. Rồi mình tráng như vậy nè thì bánh nó mỏng tanh nè các bạn, và nó cũng nhanh nữa. Rồi vừa lấy cái bánh này ra là mình đổ cái bánh khác luôn, và mình làm cũng y như vậy nè, mình nhắc cái chảo lên rồi mình cho một lượng bột vào đây cũng tương đối hơi khá nhiều đó, tráng liều hết rồi mình đổ nó ra. Rồi đậy nắp lại khoảng 1 phút là bánh chín. Trong 1 phút mình chờ cho bánh chín thì mình quay qua mình cuốn cái bánh này. Hôm nay là mình làm bánh ướt nè, mình không có chuẩn bị cái phần nhân. Mình sẽ cho vào đây là hành phi ha, để khi ăn thì nó có cái mùi thơm nè, hoặc là mình khỏi cho cũng được. Hôm nay thì mình làm cho nó đơn giản nè, mình cuốn cho nó nhanh đó các bạn, thì mình cho một ít hành phi vào đây thôi. Đó, mình cuốn đơn giản như vậy là được rồi. Rồi mình lấy cái nắp này mình đi lấy cái bánh ra. Bánh mỏng mềm nè, nó không có bị khô. Mình lấy cách này thì mình thấy nó rất là dễ luôn. Và những cái bánh sau thì trong chảo mình không có cần thoa dầu ăn đâu ha. Vì trong phần bột này hồi nãy mình có cho là 2 muỗng canh dầu ăn vào đây rồi nè. Cho nên là trong phần bột nó có một cái lượng dầu rồi đó. Bánh mình để chồng chồng lên nó cũng không có bị dính nữa. Và khi múc bột để tráng bánh thì các bạn nhớ là mình quậy đều lên, đừng để trên lớp bột nó lắng xuống đáy. Mình không thích bỏ hành phi vô thì các bạn cuốn sơ lại như vậy nè. Rồi khi cuốn lại nè, những chiếc bánh này nhìn nó trong mềm rất là ngon luôn ha, và nó mỏng nữa các bạn.
Thì phần này á, là mình làm vừa bột gạo và bột năng luôn, hai lượng bột đó, nó bằng với nhau đó. Cho nên là cái bánh này nó có cái độ mềm và nó cũng hơi dai dai. Còn mà nếu như mình thích dai nhiều á, thì mình dùng là bột năng nhiều hơn là bột gạo ha. Mà đặc biệt của món bánh ướt này á, thì bên trong nó không có nhân nè, nó chỉ có hành phi thôi, cho nên là mình để được lâu nó không có bị hư ha. Mình để được 2-3 ngày luôn, bánh vẫn mềm như thế này nè, nó không có bị cứng. Mình dùng tay mình banh phía trong ra nè, nó cũng không có bị dính nữa các bạn, bên trong nó mỏng tanh luôn. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi nấu nước mắm chua ngọt để ăn kèm với món bánh ướt này. Mình dùng là 100g đường, 100g nước mắm và 100g nước lọc luôn. 100g nước lọc là tương đương với là 110ml đó, và 50g giấm. Đường giấm thì bằng một nửa so với ba loại này. Nước cốt chanh thì mình ăn ngon nè, nhưng mà nước cốt chanh thì không để được lâu. Các bạn muốn để dành nước mắm này 1 tháng, 2 tháng thì các bạn dùng là giấm cho mình ha. Rồi mình cho giấm, đường, nước vào mình nấu trước. Phần này thì mình nấu rất là nhanh nè các bạn, nấu cho nó tan lên là được rồi, không cần cho nó sắc kẹo xuống ha. Nước mắm mình ăn chung với bánh ướt thì nó loãng, nó không có sánh kẹo, nó sánh kẹo thì nó không có phù hợp. Đó, lúc này nước nó sôi lên rồi nè, lượng đường nó tan hoàn toàn hết rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần nước mắm vào đây. Khi cho nước mắm vào thì mình vẫn tiếp tục mình nấu cho nó sôi lên. Cho vào đây một ít muối nữa, một ít xíu thôi, để phần nước mắm này mình giữ được lâu nè, nó không có bị hư. Và mình dùng giá mình quậy liên tục ha, đừng để cho nó sôi bừng lên. Nước mắm mà các bạn nấu sôi bừng lên là nó có bọt. Lúc này các bạn thấy khói bốc lên rồi nè, nó sôi lên rồi đó các bạn. Bây giờ mình ngưng quậy nè, là nó sôi bừng lên đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Rồi phần nước mắm này khi nào nó nguội thì các bạn cho vô cái hộp, cái lọ gì đó mình bảo quản ăn được là 1 tháng, 2 tháng. Nước mắm này thì các bạn dùng chung với bánh xèo nè, và bánh ướt thì rất là phù hợp luôn. Khi nào mình ăn thì mình cho phần tỏi ớt vào. Cách ăn thì nó giống y như là món bánh cuốn mặn của mình đó các bạn, bánh cuốn nóng đó. Thì mình ăn với là nước mắm chua ngọt nè, kèm với là giá trụng, dưa leo và phần rau thơm, và chả giò, chả lụa. Thì phần ăn kèm này á là tùy thích thôi. Rồi khi ăn á là mình cắt khúc ra nè. Bánh ướt này á là mình ăn tương tự như là món bánh cuốn mặn đó các bạn. Nhưng mà bên trong bánh ướt này á thì nó không có nhân, mình chỉ cho một ít hành phi vào đây thôi. Mình cho dưa leo nè, giá trụng, rau thơm và chả giò hoặc là chả lụa vào thì món bánh ướt mình nó tăng thêm phần hấp dẫn. Và đặc biệt là chan cái phần nước mắm chua ngọt vô. Rồi mình banh cái bánh ra nè các bạn. Nó mỏng tanh ha và nó mềm nữa. Ăn ngon lắm các bạn ơi. Cách tráng bánh ướt bằng chảo chống dính của mình thì mình thấy làm thì nó cũng rất là đơn giản và dễ nữa. Đặc biệt là cái khâu lấy bánh á, mình làm như vậy thì mình lấy ra rất là dễ. Cho nên là khi nào có thời gian rảnh rỗi thì các bạn theo cách của mình các bạn làm thử nha. Rồi khi mình ăn bánh này thì nó có cái độ dẻo dẻo, dai dai nè, thơm thơm, hành phi. Đặc biệt là mình ăn kèm với phần rau xanh nữa thì rất là bắt luôn. Mình xin mời các bạn. Bánh dẻo dai nè, thơm, hành phi nè, ăn rất là ngon luôn các bạn ơi. Và đặc biệt của món bánh này là mình để qua ngày nè, nó không có bị dính lại với nhau nè, và nó cũng không có bị cứng nữa. Và mình cũng để được lâu, nó không có bị hư, vì bên trong nó không có nhân đó các bạn. Rồi như vậy là cách chán bánh ướt từ chảo chống dính của mình đến đây đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.